Vào đúng 0 giờ ngày 13 tháng 11 theo giờ Hàn Quốc, YG thả xích ảnh và video visual thành viên Chiquita em út nhóm nữ mới Baby Monster. Thông qua những hình ảnh đầu tiên có thể thấy YG đầu tư mạnh tay xây dựng hình tượng cô gái trẻ cá tính, năng động và không kém phần sang chảnh. Lựa chọn Chiquita mở bát cho hành trình quảng bá em gái Blackpink, đội ngũ ekip hẳn tính toán kỹ đường đi nước bước cho dự án mang tính tương lai. Baby Monster là nhóm nhạc đa quốc tịch, chênh lệch lớn về độ tuổi giữa các thành viên. Trong đó thì Chiquita là cô gái nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2009, đến từ Thái Lan. Trong video visual đầu tiên, Chiquita khoe thần thái sắc lạnh, tạo hình cá tính trẻ trung, được nhận xét là đậm chất YG. Dù chỉ mới 14 tuổi, Chiquita đã sớm tập luyện để có body chuẩn idol. Chiquita sớm chiếm spotlight với set đồ hiệu và khí chất nổi bật của mình, thể hiện thế mạnh vũ đạo qua quá trình tuyển chọn gắt gao. Chiquita được đồn đoán chính là main dancer của Baby Monster. Nhìn hình ảnh visual của em út nhóm nữ mới nhà YG, dân tình không khỏi liên tưởng đến Lisa, nhất là khi đặt cạnh hình ảnh Lisa thời tân binh. Chiquita có nhiều nét tương đồng đàn chị, nhiều khuôn mặt bầu bĩnh, dáng môi và thân hình thon gọn. Không biết vô tình hay có chú ý, đội ngũ YG cũng định hướng hình ảnh Chiquita bước đầu giống với Lisa, từ màu tóc nổi bật, phong cách make up cho đến cảm hứng trang phục. Nhìn Chiquita, không ít người thốt lên, đây thực chính là bản sao hoàn hảo của Lisa. Trùng hợp hơn, cả Chiquita và Lisa đều là idol Thái Lan có khả năng nhảy tốt. Lisa cũng là một trong những mentor giúp YG huấn luyện nhóm nữ mới, vừa là đồng hương vừa là tiền bối hậu bối. Chiquita và Lisa có mối quan hệ cực thân thiết. Em út Blackpink thường xuyên có lời khuyên và đi ăn cùng đàn em. Chiquita trước khi debut cũng là một fan bự của nhóm nhạc nữ toàn cầu. Sau khi hình visual của Chiquita lên sóng, mạng xã hội nườm nượp tương tác bàn tán về tân binh nhà YG. Dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên Twitter, sản phẩm debut của Baby Monster sẽ chính thức lên sóng vào 0 giờ ngày 27 tháng 11 tới đây. Chúng mình là Top Giao Hàn, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn subscribe và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.